là bún cá mòi ăn nha mọi người. Nêm nếm gia vị vô. Rau thì có nấm kim châm nè mọi người. Rồi mình có bắp chuối luôn. Đây mình nãy mình xào xong rồi mình đổ qua cái nồi nước. Làm nước súp đó mọi người. Công đoạn này là vớt cá, vớt tép đồ ra nha mọi người. Xong rồi mới chan nước vô. Đây món bún bún cá mòi của mình đã hoàn thành nè mọi người. Đấy, tô này là của vợ mình. Và mình sẽ để hành phi vô. Có bắp chuối, tép, cá mòi, thịt. Sáng ăn sáng nhiều là thấy thì cũng im ha mọi người ha. Này cái tô này là của con gái mình. Con gái mình thì không ăn chuối. Đấy. Sáng 3 tô, người 1 tô. Mời mọi người dùng nha mọi người ơi. Chuối này có chanh nữa các bạn. Ngon quá. Con ăn đây. Cay không? Cái bắp chuối đưa vô nó cái mùi nó bùi bùi. Ăn ngon lắm mọi người.
bắp chuối dễ ăn ha, ăn món gì cũng được. Và chua nó mới ngon ha. Chanh vô chua chua ngon. Ừ. Cá mồi. Vớt cá mồi. Mời mọi người nha. Mình ăn xong rồi mọi người ơi, ăn hết tô luôn rồi. Con gái mình ăn chưa xong. Nói chung là cũng ngon mọi người, món này ngon. Sáng nấu nhanh, ăn sáng là nấu món này nhanh.